Năm bí ẩn vẫn còn nằm trong bóng tối ở Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, kỳ bí, ẩn chứa nhiều sự tình uẩn khúc, quanh co của lịch sử, đến nay vẫn chưa từng được lý giải. Hãy cùng điểm lại những bí mật, vì lý này hay lý khác thì vẫn thường bị cất giấu ấy. 1. Thân kim cương bất hoại của lục tổ Huệ Năng phái Thiền Tông. Huệ Năng năm 638 năm 713 là một đại sư được người đời tôn sùng là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Ông là học trò của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đắc đạo từ khi còn chưa xuất gia. Sau khi viên tịch, thân xác của Huệ Năng đại sư không hề bị phân hủy. Người ta đã cho rằng ông đã tu hành đạt đến ngưỡng thân kim cương bất hoại. Thân kim cương bất hoại của lục tổ Huệ Năng. Trong cách mạng văn hóa năm 1966 năm 1976, với làn sóng bài trừ bốn cũ, Hồng vệ binh từng dùng búa đập vào ngực của Huệ Năng. Tất cả đều ngã ngửa khi nhìn thấy bên trong cơ thể của đại sư, các cơ quan nội tạng vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn. Theo lời kể của các nhân chứng, khi ấy tất cả đã chấn động, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu trước Huệ Năng. Thân xác bất hoại của Huệ Năng một lần nữa đã minh chứng cho thuyết thân kim cương bất hoại của nhà Phật. Thuyết này cho rằng, con người ta một khi tu luyện đắc đạo, lúc chết đi, linh hồn sẽ nhập cõi Niết Bàn, còn thân xác thì bảo trì mãi mãi. 2. Nước sông Trường Giang đột nhiên cạn trơ đáy. Đoạn sông Trường Giang chạy qua quận Thái Hưng Giang Tô, nay là thành phố Thái Hưng trong lịch sử, từng hai lần xảy ra hiện tượng kỳ bí. Năm 1342, dòng sông lớn bỗng nhiên cạn trơ đáy chỉ sau một đêm. Nên nhớ Trường Giang là dòng sông dài nhất của Trung Quốc, 6.385 km chứ không phải là một dòng suối. Hiện tượng kỳ lạ đó một lần nữa lặp lại vào năm 1954. Khi ấy, bầu trời đổi sang màu sẫm, nước Trường Giang đột nhiên cạn khô, rất nhiều tàu thuyền mắc kẹt. Chỉ sau 2 giờ, nước sông lại cuộn trào chảy về, cứ như có ai đó lấy tay chặn lại dòng chảy vậy. 3. Rồng xuất hiện ở sông Liêu Hà ở Doanh Khẩu. Năm 1934, ở Doanh Khẩu, trời đổ mưa liên miên trong hơn 40 ngày. Nước sông Liêu Hà dâng lên, biến vùng lau sậy xung quanh thành đầm lầy. Người ta đã phát hiện trong đầm lầy một con vật kỳ lạ, hình thù rất giống với rồng trong truyền thuyết. Các nhân chứng ở thời điểm đó kể lại rằng, họ tận mắt chứng kiến con rồng mắt mở to, thân màu trắng, nằm uốn khúc trên mặt đất. Ở bụng có hai chân vươn ra, sau đó lại có mưa lớn suốt 40 ngày đêm. Con rồng cũng đột nhiên biến mất. Một thời gian sau, người ta phát hiện ra xác của nó cạnh một hố đất dài 17m, rộng 6m. Bộ xương còn lại của con rồng dài 10m, hai bên đầu có chân dài 1m, xương sống có tổng cộng 29 đốt. 4. Thanh kiếm bên trong mộ Tần Thủy Hoàng. Năm 1994, những binh khí bằng đồng đã được các nhà khoa học phát hiện ra bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Trong đó có một thanh kiếm đồng cực kỳ độc đáo, ruột kiếm rất dày, dù đã nằm trong lòng đất hơn 2.000 năm nhưng vẫn rất sắc bén. Người ta đã rất sửng sốt sau khi kiểm tra thấy trên bề mặt thanh kiếm đồng có một hợp chất muối chrome dày 0,01mm. Càng bất ngờ hơn, thao tác oxy hóa muối chrome từng được cho là mới chỉ xuất hiện ở thời hiện đại, ở Đức năm 1937 và ở Mỹ năm 1950.